Ayo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và hôm nay, cùng mình đến với Apple News số 186 để xem coi những thông tin thú vị nhất của Apple trong tuần này nhé. Sau chuỗi ngày dài Apple bị nhân viên của mình kiện, bị đối thủ cạnh tranh kiện, thì mới đây Apple đã có dịp kiện ngược lại một công ty phần mềm hack iPhone. Apple kiện NSO Group, công ty Israel chuyên bán phần mềm cho các cơ quan chính phủ giúp họ cài chương trình gián điệp vào iPhone. Apple cho biết phần mềm do thám Pegasus của NSO Group đã lây nhiễm cho các thiết bị của nạn nhân, chủ yếu là các nhà báo và luật sư về nhân quyền. Theo mô tả của hãng, người dùng iPhone có thể bị nhắm mục tiêu bởi mã độc gọi là Forced Entry. Kẻ tấn công sẽ tạo Apple ID để gửi dữ liệu độc hại đến thiết bị của nạn nhân nhằm cho phép NSO Group hoặc các khách hàng mua phần mềm của họ phát tán và cài đặt Pegasus mà nạn nhân không hề hay biết. Apple thông báo trên website, dù bị lạm dụng Forced Entry, tuy nhiên máy chủ của Apple không bị tấn công. NSO Group khai thác lỗ hổng Zero Day trên iPhone, tạo điều kiện cho phần mềm Pegasus âm thầm xâm nhập vào điện thoại và đọc dữ liệu trên đó, bao gồm cả tin nhắn và các thông tin liên lạc. Trong đơn kiện, Apple cho biết đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn NSO Group sử dụng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị của hãng. Trong khi đó, công ty Israel chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Dòng MacBook Pro mới sẽ có nâng cấp rất mạnh mẽ về phần cứng, do nó sẽ được trang bị hai con chip M1 Max. Với sự xuất hiện của dòng chip M1 Pro và M1 Max mới, nhiều người dùng nhà táo đã mong chờ một phiên bản nâng cấp cho chiếc iMac 27 inch với hiệu năng mạnh mẽ hơn so với phiên bản M1 24 inch. Theo các thông tin rò rỉ, dòng iMac mới có thể sẽ có một sự nâng cấp vượt trội về hiệu năng so với phiên bản trước đây. Cụ thể, trang tin Call of Mac cho biết phiên bản iMac Pro với màn hình 27 inch có thể được giới thiệu trong tương lai, trang bị tới hai vi xử lý M1 Max cho hiệu năng cải thiện gấp 2 lần so với MacBook Pro 16 inch Max Option. Nhờ hai con chip M1 Max mà iMac Pro mới có thể trang bị dung lượng RAM lên đến 128GB. Ngoài ra, nhân CPU cũng được nhân lên 20 nhân và có tới 64 nhân đồ họa GPU. Các báo cáo mới đây cũng cho thấy, thay vì phát triển một vi xử lý mạnh mẽ hơn M1 Max, Apple đang tính toán tới việc trang bị nhiều vi xử lý M1 Max cho các dòng máy Mac thuộc phân khúc Pro như iMac Pro, Mac Pro. Người dùng cũng có thể tùy chọn bao nhiêu CPU cho máy Mac của mình, tương tự như các mà Apple cung cấp khả năng tùy chọn cấu hình cho Mac Pro. Tất nhiên, đây chỉ mới là tin đồn. Để đảm bảo cho một hiệu suất ổn định và mạnh mẽ nhất cho các máy Mac phân khúc Pro, Apple có thể sẽ ra mắt một vi xử lý mới, có thể là M2 hoặc M1X, giải quyết các vấn đề giới hạn của M1 Series hiện tại. Do nguồn hàng của Apple Watch Series 7 bị hạn chế, Apple đã bị Samsung chiếm lấy thị phần smartwatch của mình. Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple tiếp tục giữ vị trí thứ nhất trong lĩnh vực smartwatch quý 3 năm 2021, nhưng so với thị trường đã giảm xuống 22% so với mức 33% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Samsung vươn lên 17% thị phần, giành lại vị trí thứ hai từ Huawei, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Apple. Theo trang Nature5Mac, nhờ chuyển sang sử dụng Watch OS, đồng hồ mới của Samsung có thể sử dụng các ứng dụng Google Play, trong đó Google Maps là một trong những ứng dụng được yêu thích nhất. Counterpoint Research nhận định, một lý do khác cho việc Samsung vươn lên mạnh mẽ trong khi Apple sụt giảm là vì Apple Watch Series 7 bán ra trễ hơn so với dự kiến. Sản phẩm này chỉ mới vừa có mặt trên thị trường từ tháng 10 nên toàn bộ dây số sẽ được ghi nhận vào quý 4 năm nay. Nguồn cung iPhone, iPad mới cho thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, bị thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Do đó, người dùng sẽ phải chờ đợi ít nhất từ 1 đến 2 tháng nữa mới có thể nhận được những đơn đặt hàng từ bây giờ. Tại Việt Nam, các hệ thống phân phối chính hãng của Apple đồng loạt thông báo tình trạng khan hàng với tất cả mặt hàng, từ iPhone, iPad đến MacBook mới. Một số model thậm chí tăng giá do cung không đủ cầu. Dự kiến, từ giờ đến cuối năm, đơn hàng chỉ về nhỏ giọt, Apple không giao đủ máy như đơn đặt hàng của hệ thống, về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, thậm chí không có lựa chọn về màu sắc, bộ nhớ. Đại diện một hệ thống ủy quyền của Apple tại Hà Nội nói, tại Trung Quốc, thời gian giao hàng kéo dài khiến không ít người dùng nản lòng. Trên trang web của Apple, đơn hàng iPhone 13 Pro 256GB màu Sierra Blue cần tới 37-44 ngày mới có thể chuyển đến tay người dùng thâm quyến. Ở Philippines, người dùng mua iPad mới với chip M1 bản 256GB phải chờ từ 8 tuần mới được giao máy. Tương tự như vậy, người dùng Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia cũng phải chờ đến Giáng sinh hoặc muộn hơn nếu đặt sản phẩm từ bây giờ. CEO Apple Tim Cook cho biết hãng đã thiệt hại khoảng 6 tỷ USD trong quý 3 vì khủng hoảng bán dẫn trên toàn ngành và gián đoạn sản xuất do Covid-19 tại Đông Nam Á. Và đó là những thông tin rất là hot của Apple mà mình thu thập được trong tuần này. Các bạn nghĩ sao về chiếc iMac chạy hai chip M1 Max, nó sẽ khủng tới mức nào? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.